Xin kính chào quý ông bà, cô chú bác và anh chị. Thì trong tháng 7 âm lịch này chúng ta sẽ có một ngày lễ lớn, đó chính là đại lễ Vu Lan báo hiếu. Và đây là khoảng thời gian mà con cháu của chúng ta có thể bày tỏ được tình yêu thương, sự biết ơn đối với ông bà cha mẹ cũng như là bậc sinh thành. Và đi đôi với một cái ngày lễ lớn như vậy thì công ty Sơn Đông cũng diễn ra một chương trình cực kỳ lớn, đó chính là chương trình với chủ đề mua hàng mùa Vu Lan xua tan được dịch bệnh, với mức giảm giá là từ 15% cho đến 35% dành cho những cái mặt hàng nội thất hiện tại đang có sẵn tại hệ thống đồ gỗ Sơn Đông trên toàn quốc. Ngoài tạo ra thị trường cho nhiều quý khách hàng có cơ hội tiếp cận được những cái mặt hàng nội thất gỗ tự nhiên cao cấp, chất lượng và uy tín, thì công ty Sơn Đông còn muốn tri ân đến những vị khách hàng đã luôn đồng hành và tin tưởng Sơn Đông trong suốt thời gian vừa qua, đặc biệt là những vị khách hàng đang thuộc gói khách hàng VIP, siêu VIP và super VIP thì sẽ được giảm với những mức ưu đãi sau đây. Và chương trình sẽ được diễn ra như thế nào thì mọi người hãy theo chân Gia Nhi để biết rõ hơn nhé. Đi thôi nào. Các mặt hàng có sẵn tại nội thất phòng thờ như là tủ, sập, hoành phi, câu đối, bàn thờ ông địa, tự Phật v.v. sẽ được áp dụng giảm giá là 20%. Riêng khách hàng VIP, siêu VIP và super VIP được giảm giá lên đến 35%. Các mặt hàng có sẵn tại nội thất phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, văn phòng, các mặt hàng tượng mỹ nghệ, v.v. sẽ được áp dụng giảm giá là 15%. Riêng khách hàng VIP, siêu VIP, super VIP sẽ được áp dụng giảm giá từ 27% cho đến 32%. Và chúng tôi tin tưởng rằng với chương trình giảm giá thật, chất lượng thật thì những món nội thất của công ty Sơn Đông sẽ làm hoàn toàn hài lòng quý vị. Nhân dịp mùa Vu Lan báo hiếu thì Sơn Đông xin chúc mọi người sẽ có một mùa vô cùng an lành, hạnh phúc bên gia đình. Đặc biệt chúng ta sẽ có thật là nhiều sức khỏe để cùng nhau vượt qua đại dịch.